các vaccine hiện tại đang có trên thị trường mà đang tiêm cho người lớn ấy, đúng chưa? Thì chưa có những nghiên cứu đánh giá và khuyến cáo nào là tiêm tiêm cho trẻ em. Chào các em. Gần đây có rất nhiều bạn hỏi anh là gì ạ? Có nên tiêm vaccine COVID cho con không? Khi mà thế giới họ đang có những cái chương trình tiêm vaccine mở rộng. Đấy, ví dụ như là Mỹ thì hầu như họ đã đạt được về vấn đề tiêm chủng, cũng như là Nhật, đúng không ạ? Và các nước châu Âu, các em thấy rằng Euro đã diễn ra rất là mà với sự vận động rất là đông người rồi. Đấy, thì ở Việt Nam chúng ta ấy, mặc dù chúng ta đang kiểm soát dịch bệnh tốt, nhưng mà các ổ dịch như ở Bắc Giang và đặc biệt hiện nay là ở Hồ Chí Minh vẫn đang diễn biến rất là phức tạp và chưa có dấu hiệu gì ạ, chững lại. Thế thì có rất nhiều bạn sẽ họ đã sẽ nghĩ rằng gì ạ, khi nào mình được tiêm vaccine, tức là bản thân chúng ta ấy, là khi nào tiêm vaccine, còn con mình thì có nên tiêm vaccine hay không? Thì chúng ta đang đợi các cái chương trình vaccine của thế giới mà Bộ Y tế chúng ta đã đăng ký được với các cái công ty quốc gia sản xuất vaccine. Ví dụ như là gì ạ, chúng ta đã đăng ký với Moderna của Mỹ 5 triệu liều, của Nga là 20 triệu liều, rồi thì của AstraZeneca của Anh là 30 triệu liều, rồi lại của Mỹ Pfizer là 31 triệu liều, và cái chương trình COVAX của Tổ chức Y tế Giới WHO là 38 triệu liều, đúng không ạ? Thế thì thời điểm này bao giờ về Việt Nam, đúng chưa các em? Đấy, và các em biết rằng gì ạ? Với cái nguồn như vậy thì anh nghĩ rằng ấy chúng ta sẽ hoàn thành trong một vài thời gian ngắn nữa thôi. Còn đối với trẻ em thì sao? Thì chúng ta cũng cũng gì ạ? Rất là lo lắng gì ạ? Con mình mà nhỡ bị nhiễm Covid ấy, thì nó như nào? Thì thực ra hiện nay ấy, thì các vaccine ấy, thì đang khuyến cáo gì ạ? Chỉ tiêm cho người lớn. Chưa tiêm người lớn, chứ chưa có tiêm cho trẻ trẻ em, tức là chưa có một cái nghiên cứu hay là đánh giá nào về cái hiệu quả, tính dung nạp cũng như là khả năng tạo được cái miễn dịch đối với trẻ em. Đấy, thì rất may với chúng ta ấy, thì hiện nay ấy, là công các cái nguồn tin trên thế giới chỉ rằng gì ạ, Pfizer họ đang tiến hành nghiên cứu thử nghiệm vaccine đối với trẻ từ 6 tháng đến 12 tuổi. Đấy, và họ dự kiến là sẽ thực hiện trên 4.500 trẻ em. Đó, trẻ em ở Mỹ, Tây Ban Nha, Phần Lan, đúng không? Rồi thì Ba Lan, đấy, để họ đưa ra những cái nghiên cứu đánh giá để họ để FDA cấp phép cho cái vaccine đó đối với trẻ em. Đấy. Và thực ra ấy, trước đó người ta đã nghiên cứu cái tính an toàn, cái khả năng dung nạp và cái khả năng tạo miễn dịch của khoảng 144 trẻ. Và người ta đã có những đánh giá bước đầu rồi. Nên chúng ta, anh nghĩ rằng gì ạ, trong thời gian tới, tức là cuối năm 2021 chúng ta sẽ có những cái ạ báo cáo cũng như là có cấp phép cho vaccine để tiêm cho trẻ em dưới 12 tuổi, 12 tuổi, tức là trẻ em từ 6 tháng đến 12 tuổi. Chưa? Thì đó là cái thông tin mà anh muốn chia sẻ với các em. Còn các vaccine hiện tại đang có trên thị trường mà đang tiêm cho người lớn ấy, đúng chưa? Thì chưa có những nghiên cứu đánh giá và khuyến cáo nào là tiêm tiêm cho trẻ em. Đấy. Cũng bên cạnh cái việc mà gì ạ, các loại vaccine để tiêm trẻ em ấy, thì cũng có những cái nghiên cứu đánh giá về những cái tỷ lệ tử vong đối với trẻ em dưới 12 tuổi. Thì theo CDC của Mỹ các em ạ, thì người ta nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ em tại Mỹ ấy, thì nó chỉ có gì ạ, 1,7% trẻ em là mắc COVID, và trong đó là 0,06% trẻ em tử vong. Tuy nhiên những trẻ em tử vong đó ấy, họ đều những bé đó đều có bệnh nền các em ạ, đều có bệnh tim, bệnh thận, bệnh phổi, rồi các bệnh về suy giảm miễn dịch. Tức là những trẻ đó ấy, nó đều có các bệnh nền bẩm sinh. Đấy. Cho nên là cái tỷ lệ nó cũng rất là thấp nên chúng ta yên tâm. Thì trong quá trình mà vậy, chúng ta đợi cái phê duyệt của FDA của Mỹ, đúng không ạ, và cấp phép để tiêm vaccine đối với trẻ em dưới 12 tuổi, thì chúng ta vẫn phải tuân thủ 5K của Bộ Y tế. Đó là cái đầu tiên. Đấy. Cái thứ hai các em chú ý là gì ạ? Chúng ta không đến chỗ đông người và gì ạ? Tránh tiếp xúc với những người có từ các vùng dịch về, đúng chưa? Và cái thứ ba quan trọng nhất ý, là chúng ta phải vẫn đảm bảo với tăng cường sức đề kháng của trẻ, ví dụ gì ạ, ăn uống đủ dinh dưỡng phải không ạ, cho bé vận động nghỉ ngơi, bổ sung vitamin khoáng chất cho trẻ để giúp tăng đề kháng của trẻ, đúng không? Vì đề kháng của trẻ vẫn là gì ạ, liều vaccine tốt nhất, đúng chưa em? Đó là các thông tin mà anh tìm hiểu và cập nhật được về cái vấn đề là có nên sử dụng tiêm vaccine COVID đối với trẻ em hay không. Đấy. Và đây là một số thông tin mà anh chia sẻ với các em. Thì có phần nào đó mà các em muốn hiểu rõ hơn, muốn tìm hiểu thêm thì các em có thể comment dưới video này và anh sẽ tìm hiểu, nghiên cứu và sẽ có buổi chia sẻ với các em sau.
Rồi, chào các em. Hãy ấn nút đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất về chăm sóc sức khỏe, về dinh dưỡng cho trẻ em. Để nuôi con không còn là nỗi vất vả, mà nuôi con là một hành trình hạnh phúc. Nếu có câu hỏi nào, các em hãy để lại bình luận dưới video hoặc gọi điện số hotline để được hướng dẫn nhanh nhất.